sẽ xé ra, gà cực kỳ dai luôn. Đây cô chú anh chị, gió quá gió làm gì bảo em mà. Đây em mời cô chú anh chị dùng với em cái đùi nha, nhìn hương vị thơm thơm thấm cảm ơn trời rồi cô chú anh chị. Cực kỳ ngon. Quá xúc sắc luôn. Quá ngon. Mình cũng học hỏi người ta làm. Còn tại nhà thì mong cô chú chị thấy ok ngon thì một ủng hộ cho em nha, để em động lực em phát triển kênh nữa nha. Rồi thì mong cô chú chị xem thì ủng hộ lại và trong like để em sẽ cố gắng làm hơn nữa nha. Giờ quay dưới đây cũng dài mọi người. Thì giờ em chào cô chú anh chị em và cô bác đằng xa nha. Bye bye. Bây giờ cũng công đoạn xong rồi. Gà này là mình gà nhà của em nha. Thì nói chung ra là gà hấp mía. Cái này mình ướp thấm gia vị hết rồi mọi người. Đó. Thì mời cô chú anh chị dùng với em món gà hấp mía nha. Này là miếng mè, này là miếng gan. Đó. Mình này mình đã niêm thấm hết gia vị hết rồi. Đây em mời cô chú anh chị dùng với lại nha. Đây em sẽ xé ra. Gà cực kỳ dai luôn. Đây cô chú anh chị, gió quá gió làm gì bảo em mà. Đây em mời cô chú anh chị dùng với em cái đùi nha, để em thưởng thức đây. Rất là thơm, nhìn hương vị thơm mà nó ướp thấm trong hết trơn rồi cô chú anh chị. Cực kỳ ngon. Quá xúc sắc luôn. Quá ngon.